Vitamin và muối khoáng. Một, La Mã, vitamin. Năm 1536, các thủy thủ và đoàn viên đoàn thám hiểm Cartier đi Canada bị mắc bệnh scorbut trầm trọng như chảy máu lợi, chảy máu dưới da, viêm khớp, vân vân, vì thức ăn không có rau quả, thịt tươi. Trẻ em thiếu vitamin D sẽ mắc bệnh còi xương. Hoạt động chủ yếu để phòng chống bệnh khô mắt ở trẻ em Việt Nam là bổ sung vitamin A liều cao, định kỳ 6 tháng một lần cho tất cả trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Lượng vitamin cần cho mỗi người là rất ít, chỉ vài miligam trong một ngày và tùy loại vitamin. Các em hãy đánh dấu vào trong các câu đúng trong những câu dưới đây. Thứ nhất, vitamin có nhiều ở thịt, rau quả tươi. Thứ hai, vitamin cung cấp cho cơ thể một nguồn năng lượng. Thứ ba, vitamin là hợp chất hữu cơ có trong thức ăn với một liều lượng nhỏ nhưng cần thiết cho sự sống. Thứ tư, vitamin là một loại muối đặc biệt làm cho thức ăn ngon hơn. Thứ năm, vitamin là thành phần cấu trúc của nhiều enzyme tham gia các phản ứng chuyển hóa năng lượng của cơ thể. Thứ sáu, cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được vitamin mà phải lấy từ thức ăn. Vitamin có nhiều loại và được xếp vào hai nhóm là nhóm tan trong dầu mỡ như vitamin A, D, E, K, v.v. và nhóm tan trong nước như vitamin C và các vitamin thuộc nhóm B như B1, B2, B6, B12, v.v. Các vitamin khác nhau tham gia cấu trúc của nhiều hệ enzyme khác nhau, do đó có vai trò khác nhau đối với cơ thể. Thiếu vitamin sẽ dẫn tới rối loạn trong hoạt động sinh lý của cơ thể. Vitamin được cung cấp cho cơ thể chủ yếu qua thức ăn. Nếu lạm dụng nhiều vitamin ở dạng thuốc, có thể gây bệnh nguy hiểm. Ví dụ, tiêm nhiều vitamin D sẽ dẫn tới hiện tượng hóa canxi của mô mềm, cơ thể dẫn đến tử vong. Bảng 34.1 tóm tắt vai trò chủ yếu của một số vitamin. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 9 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, loại vitamin. Cột 2, vai trò chủ yếu. Cột 3, nguồn cung cấp. Hàng thứ 2, cột 1, vitamin A. Cột 2, nếu thiếu sẽ làm cho biểu bì kém bền vững, dễ nhiễm trùng, giác mạc của mắt khô có thể dẫn tới mù lòa. Cột 3, bơ, trứng, dầu cá, thực vật có màu vàng, đỏ, xanh thẫm, chứa nhiều caroten là chất tiền vitamin A. Hàng thứ 3, cột 1, vitamin D. Cột 2, cần cho sự trao đổi canxi và phốt pho. Nếu thiếu, trẻ em sẽ mắc bệnh còi xương, người lớn sẽ bị loãng xương. Cột 3, bơ, trứng, sữa, dầu cá là vitamin duy nhất được tổng hợp ở da dưới ánh nắng mặt trời. Hàng thứ 4, cột 1, vitamin E. Cột 2, cần cho sự phát dục bình thường, chống lão hóa, bảo vệ tế bào. Cột 3, gan, hạt nảy mầm, dầu thực vật, vân vân. Hàng thứ 5, cột 1, vitamin C. Cột 2, chống lão hóa, chống ung thư. Nếu thiếu sẽ làm mạch máu giòn, gây chảy máu, mắc bệnh scorbut. Cột 3, rau xanh, cà chua, quả tươi. Hàng thứ 6, cột 1, vitamin B1. Cột 2, tham gia quá trình chuyển hóa. Thiếu sẽ mắc bệnh tê phù, viêm dây thần kinh. Cột 3, có trong ngũ cốc, thịt lợn, trứng, gan. Hàng thứ 7, cột 1, vitamin B2. Cột 2, nếu thiếu sẽ gây loét niêm mạc. Cột 3, có trong gan, thịt bò, trứng, hạt ngũ cốc, vân vân. Hàng thứ 8, cột 1, vitamin B6. Cột 2, nếu thiếu sẽ gây viêm da, suy nhược. Cột 3, có trong lúa gạo, cà chua, ngô vàng, cá hồi, gan. Hàng thứ 9, cột 1, vitamin B12. Cột 2, nếu thiếu sẽ gây bệnh thiếu máu. Cột 3, có trong gan, cá biển, sữa, trứng, phô mai, thịt. Nghiên cứu bảng 34.1. Em hãy cho biết thực đơn trong bữa ăn cần được phối hợp như thế nào để cung cấp đủ vitamin cho cơ thể. 2, La Mã, muối khoáng. Muối khoáng là thành phần quan trọng của tế bào, đảm bảo cân bằng áp suất thẩm thấu và lực trương của tế bào.
tham gia vào thành phần cấu tạo của nhiều enzyme, đảm bảo quá trình trao đổi chất và năng lượng. Bảng 34.2 tóm tắt vai trò chủ yếu của một số muối khoáng. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 8 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, tên muối khoáng. Cột 2, vai trò chủ yếu. Cột 3, nguồn cung cấp. Hàng thứ 2, cột 1, natri và kali. Cột 2 là thành phần quan trọng trong dịch nội bào, trong nước mô, huyết tương, tham gia các hoạt động trao đổi của tế bào và hoạt động co cơ, hình thành và dẫn truyền xung thần kinh. Cột 3, có trong muối ăn, có nhiều trong tro thực vật. Hàng thứ 3, cột 1, canxi. Cột 2 là thành phần chính trong xương, răng, có vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ, trong quá trình đông máu, trong phân chia tế bào, trao đổi glycogen và dẫn truyền xung thần kinh. Cột 3, cơ thể chỉ hấp thụ canxi khi có mặt vitamin D, có nhiều trong sữa, trứng, rau xanh. Hàng thứ 4, cột 1, sắt. Cột 2 là thành phần cấu tạo của hemoglobin trong hồng cầu. Cột 3, có trong thịt, cá, gan, trứng, các loại đậu. Hàng thứ 5, cột 1, iốt. Cột 2 là thành phần không thể thiếu của hormone tuyến giáp. Cột 3, có trong đồ ăn biển, dầu cá, rau trồng trên đất nhiều iốt, muối iốt. Hàng thứ 6, cột 1, lưu huỳnh. Cột 2 là thành phần cấu tạo của nhiều hormone và vitamin. Cột 3, có nhiều trong thịt bò, cừu, gan, cá, trứng, đậu. Hàng thứ 7, cột 1, kẽm. Cột 2 là thành phần của nhiều enzyme, cần thiết cho sự phát triển bình thường của cơ thể và hàn gắn vết thương. Cột 3, có trong nhiều loại thức ăn, đặc biệt là thịt. Hàng thứ 8, cột 1, phốt pho. Cột 2 là thành phần cấu tạo của nhiều enzyme. Cột 3, có nhiều trong thịt, cá. Vì sao nói thiếu vitamin D trẻ em sẽ mắc bệnh còi xương? Vì sao nhà nước vận động nhân dân sử dụng muối iốt? Trong khẩu phần ăn hàng ngày cần được cung cấp những loại thực phẩm nào và chế biến như thế nào để đảm bảo đủ vitamin và muối khoáng cho cơ thể? Qua bài học này các em cần nắm vững, vitamin và muối khoáng tuy không cung cấp năng lượng cho cơ thể, nhưng không thể thiếu trong khẩu phần ăn uống, cần cung cấp cho cơ thể các loại vitamin và muối khoáng theo một tỷ lệ hợp lý bằng cách phối hợp các loại thức ăn trong bữa ăn hàng ngày. Câu hỏi và bài tập. 1. Vitamin có vai trò gì đối với hoạt động sinh lý cơ thể? 2. Em hãy kể những điều em biết về các loại vitamin và vai trò của các loại vitamin đó. 3. Hãy giải thích vì sao trong thời kỳ thuộc Pháp, đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc và Tây Nguyên phải đốt cỏ chanh lấy tro để ăn. 4. Vì sao cần bổ sung thức ăn giàu chất sắt cho các bà mẹ khi mang thai? Em có biết thuốc lá làm tiêu hủy vitamin C của cơ thể? Hút một điếu thuốc sẽ tiêu hủy 25mg vitamin C. Nếu lạm dụng rượu một cách đều đặn, sẽ dẫn tới thiếu hụt vitamin B1. Cơ thể người cần được cung cấp một lượng rất nhỏ đối với một số muối khoáng, vi lượng, nhưng hết sức quan trọng như: thứ nhất, muối sắt, muối đồng cần cho sự tạo máu. Tỷ lệ thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ em Việt Nam từ 6 tháng đến 24 tháng tuổi năm 1995 là 60%, đến năm 2000 đã giảm xuống 40%. Thứ hai, muối mangan, chrome, có tác dụng góp phần ổn định thần kinh. Thứ ba, muối chrome giúp tăng quá trình tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa đường bột.